Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách trị ho và tiêu đờm cho trẻ hoặc người lớn bằng nguyên liệu là từ quả lê. Bao gồm thì cách này mình làm trị ho bằng quả lê này thì mình gồm có đôi như lê này, gừng tươi nha, và ít mật ong. Đó. Lê thì mình nó dễ lắm. Đầu tiên mình nấu sơ qua là mình gọt lê này, rồi thái gừng này, đưa vào cho nồi này nấu, hầm cách nấu 3 phút, xong rồi cho ra bát nguội, rồi cho mấy ông vào đưa trẻ uống. Thế rồi giờ mình làm nha. Này gọt lê, đó thái lê này, đó thái lê này. Lê thái vỏ nha. Đấy. Đó, thái lê thái vỏ. Rồi. Bỏ hạt nha. Rồi. Mình làm khoảng làm đồ uống trong ngày thôi. Hạt liệu nè. Đó. Cho bát. Đó. Cho bát. Nhớ thát liều nha. Đó, cho mát đấy, từng ngày đũa đấy. Đấy. Rồi tiếp tục gừng. Mình cào bớt vỏ được hoặc để nguyên vỏ tùy mình. Nhưng mà ăn thịt sạch sẽ thì cào bớt vỏ đi. Gừng rửa mua về, mình rửa sạch. Mình cào vỏ đi. Đấy. Rồi thái. Vừa đủ thôi. Ít thôi. Nó từng này đủ này. Đó. Rồi mới thái sợi ra. Đấy. Đây, cho vào. Xong. Theo ta cho một bát nước này. Đấy, để nấu đấy. Cái nước nha. Xong rồi cho hỗn hợp lúc nãy cho lê và gừng lúc nãy mình mới thái ra đó. Cho vào. Đấy. Nín 3 phút. Nó như thế đó. Khi nào mà cái sôi ấy, thì mình cho nhỏ lửa nha. Sôi cho nhỏ lửa là được. Mình cho sôi mình cho lửa to hơn thì đó.
nấu sôi rồi cho nhỏ lửa lại, nhớ đun 30 phút nha. Đun nhỏ lửa 30 phút là được. Mục đích của mình nấu cái lê với cái gừng này là mình nấu để cho nó ra nước nước nó cốt, và sau đó mình trộn mình ông. Rồi sau khi mình hầm được rồi đó, giờ này nó như rồi đấy, nó như được nha. Đó. Rồi mình để cho nó nguội. Rồi để bước tiếp theo là mình cho mật ong vào. Đây mật ong thì mình khoảng lấy khoảng một muỗng cà phê thôi, hơn muỗng đấy. Đó. Này cho vào. Đun đều lên. Quên cho thêm muỗng nữa nha, một muỗng cà phê ít ạ. Đây hai muỗng cà phê là đẹp, đó là màu đẹp này chưa. Đấy. Tùy theo người nào mà bị đơm nhiều, đơm đặc thì mình tăng đường gừng lên. Đây gừng này, tăng đường gừng lên. Đó, bây giờ nhuyễn đấy. Rồi. Nhuyễn này. Rồi hỗn hợp nên mình đút mình ăn thôi. Ăn đấy. Còn trẻ em thì mình múc nước nó uống rồi nha. Đó là nó chịu. Ok. Đơn giản vậy thôi. Cái này mình để nguội trong bao lọ thủy tinh và ăn nhân trong ngày, chia ngày ăn ngày 3 lần sáng trưa chiều tối, xong thì mình hôm sau mình làm tiếp. Chứ mà nhất thiết mình làm một lần nha.